Xin kính chào các bác. Đồng hồ vang vọng rất vui. Buổi tối ngày hôm nay xin được giới thiệu và chia sẻ với các bác một số hình ảnh của cửa hàng đồng hồ số 1 đồng hồ vang vọng, có cái địa chỉ tại Hà Nội. Đây là một trong những cái địa chỉ mà em rất muốn giao lưu và chia sẻ với các bác với những cái chiếc đồng hồ cổ, đồng hồ treo tường, đồng hồ tạ cây và rất rất nhiều loại đồng hồ để bàn khác nữa. Và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, em xin được giới thiệu và gửi đến các bác chiếc đồng hồ treo tường. Nó có một cái hình dáng bên ngoài rất đặc biệt các bác ạ. Đây, như trước mắt các bác đang nhìn đây, đây là chiếc đồng hồ của Đức các bác. Nó có cái thương hiệu là Hermès. Đây các bác, Hermès. Nó được thiết kế và tạo nên hoàn toàn bằng gỗ các bác nhé, với cái vỏ như này. Một cái mặt rất đặc biệt như này các bác ạ. Nó có cái đường kính khá ấn tượng, là đường kính hơn 30 phân. Với cái chiều dài từ cái trên này xuống dưới này của cái đế là 90 phân các bác ạ. Rộng của cái đế này là 20 phân, gần 20 phân các bác nhé. Với thiết kế và hoạt động hoàn toàn bằng cơ học các bác, được chạy bằng hai quả tạ như này, hai quả tạ nên dây cót bằng xích và với một quả lắc rất đặc biệt, một màu vàng của quả lắc và một cái mặt là nó có cái màu vàng như này, in khắc đậm mà cái dãy số La Mã, nó rất đặc biệt, rất châu Âu các bác ạ. Một cái kim đặc trưng của hãng Hermès. Và hai quả tạ lại mang cái phong cách lại hơi khác biệt, nó có cái màu hơi bạc như này các bác. Bốn cái góc ở bốn của cái đế đằng sau áp vào tường như này, được tô điểm bằng bốn thanh kim loại bằng đồng vàng các bác nhá. Quá đặc biệt phải không các bác? Em xin phép được soi xa một chút để các bác chiêm ngưỡng một cái chiếc đồng hồ đáng để các bác sưu tầm. Rất đáng để các bác sưu tầm. Nó có một cái hình thức bên ngoài quá đẹp các bác ạ. Đây là chiếc đồng hồ được thiết kế và tạo nên với hình dáng quá đẹp rồi phải không các bác? Còn bên trong bộ máy thì em cũng xin chia sẻ với các bác, được tạo nên với một bộ máy hoạt động như em đã nói ở trên, bằng hai tạ. Với cái tiếng chuông mang lại cho các bác cứ 30 phút một lần. Và điểm giờ là điểm tiếng bính bong. Rất hay các bác ạ. Bây giờ xin phép được test cái tiếng chuông để các bác được thẩm âm và đánh giá. Với ba côn đồng và ba búa mang lại cho các bác tiếng bính bong rất trầm ấm các bác ạ. Theo nghe nó rất trầm ấm và rất du dương. Thật tuyệt vời không các bác? Em xin giới thiệu và chia sẻ đến các bác. Đây là chiếc đồng hồ như em đã nói ở trên, nó quả Đức các bác ạ. Quả Đức rất đặc biệt. Với hình thức và cái giác vẻ bên ngoài quá đặc biệt. Rất xứng đáng để các bác sưu tầm và sở hữu nó. Đến đây đồng hồ vang vọng xin tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác đến video lần sau.